Em tranh thủ mình làm giải pháp đi, bữa giờ túng thiếu quá. Tôi xin anh đó, anh tha cho tôi đi. Tha gì em ơi, em là bông hoa xinh đẹp vậy, dễ gì mà tha em được. Big Sound Media, đối tác chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp. Sao vậy? Nóng quá.